Hello, tất cả hảo, hoan nghênh mọi người lại Thảo Lò Sư tập phím tạo. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của cô Đào. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 trong cuốn Sư Thiên Hóa Vị tập 1 ha. Hảo, chúng ta bắt đầu ba. Đi san khơ. Có nghĩa là bài số 3. Wo xi huan khan dian ying. Wo xi huan khan dian ying có nghĩa là tôi thích xem phim ha. Hả? Dòng số 1. Xì hoán. Xì hoán. Xì hoán có nghĩa là thích ha. Dòng số 2. Hào khăn. Hào khăn. Hào khăn. Từ khăn có nghĩa là nhìn. Hào có nghĩa là tốt. Hào khăn có nghĩa là nhìn đẹp mắt ha. Thì sau này mình sẽ học lên thì có rất là nhiều từ sẽ đi đôi với từ hảo để cho ra một cái tính từ. Ví dụ như là từ chứ. Chứ có nghĩa là ăn. Hào chứ có nghĩa là ăn ngon, là ngon ha. Rồi từ hớ có nghĩa là uống. Thì uống đi chung với từ hảo có nghĩa là uống ngon, là ngon. Hào thiên. Thiên có nghĩa là nghe. Và hào thiên có nghĩa là nghe êm tai, nghe lọt tai ha. Tiếp tục dòng số 3. Điện ảnh. Điện ảnh có nghĩa là phim. Dòng thứ tư cũng từ điện ở trên đây. Để xuống đây ha. Điện sư. Điện sư có nghĩa là tivi ha. Rồi mình có thể tóm gọi lại một câu ha. Xì hoan. Nói như khăn này. Khăn. Tên yên. Xì hoan khăn tên yên. Có nghĩa là thích xem phim. Hoặc là xì hoan khăn tên sư. Xì hoan khăn tên sư. Có nghĩa là thích xem tivi ha. Tiếp tục dòng số 5. Đọc là tố, tố, tố có nghĩa là đều ha. Thì tố sẽ đi với ở trên của nó sẽ là những cái gọi là số nhiều. Wo men dou xi huan ta. Chúng tôi đều thích cô ấy ha. Tiếp tục dòng số 6. Đọc là hợp sự. Hợp sự. Hợp sự có nghĩa là nhưng hai cái vế nó trái nghĩa với nhau thì mình có thể dùng từ nhưng ha. Hợp sự. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua tới cột bên đây từ dòng số 7 ha. Dòng số 7 đọc là tổng. Ừ, ông á không có được đóng miệng lại nha. Tổng. Tổng có nghĩa là hiểu. Bên Đài Loan thì người ta hay hỏi lại ní tụng mà có nghĩa là bạn hiểu không. Còn người Việt Nam của mình nghe từ hiểu hơi thấy nhạy cảm ha. Nhưng mà bên Đài Loan người ta sẽ hỏi như vậy, ní tụng bạn hiểu không ha. Rồi số 8. Dòng số 8. Phà quẩn. Phà quẩn. Phà quẩn có nghĩa là pháp văn, là tiếng Pháp ha. Tiếp tục dòng số 9. Rư bệnh. Rư bệnh. Rư bệnh có nghĩa là Nhật Bản ha. Rư là Nhật, bệnh là bản, là bổn. Rư bệnh là Nhật Bản. Vậy còn tiếng Nhật thì sao? Đọc là rư quẩn. Rư quẩn là tiếng Nhật ha. Cũng dòng số 9. Từ số 2. Tớ của. Tớ của. Tớ của có nghĩa là nước Đức ha. Germany, Germany. Vậy tiếng Đức. Tớ quẩn. Tớ quẩn. Dòng số 10. Đọc là tôn si. Tôn si. Tôn si có nghĩa là đồ đạc ha. Nhưng mà nếu tách ra từ tôn có nghĩa là đông, là phía đông. Si là
tay là phía tây, gặp lại tung xi có nghĩa là đồ đạc ha. Thì cái này liên quan đến ngũ hành ha, thì tung xi có thể là đựng được. Tiếp tục dòng số 11, su, cong lưỡi lên ha, su, su có nghĩa là sách ha. Tiếp tục cũng dòng số 10, 11, từ số 2, bị, bị, bị có nghĩa là bút, là viết ha. Tiếp tục bên này dòng số 11, từ số 3, đọc là bọ, cao lên ha, dơ trên cao xuống, bọ, bọ có nghĩa là báo. Tiếp tục dòng số 12 là mễ dỗ, mễ dỗ, mễ dỗ có nghĩa là không có, vậy dỗ có nghĩa là có. Nhớ nha, lúc nào từ dỗ mà phủ định của nó là mễ dỗ chứ không thể nào là bù dỗ nha, sai hoàn toàn. Chỉ có mễ dỗ, mễ dỗ là không có nha. Từ số 13, dòng số 13, từ số 1, dạo, cao lên, dạo, dạo, có nghĩa là muốn. Dòng số 13, từ số 2, mại, 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 có nghĩa là mùa. Dòng số 13, từ số 3, quỷ, quỷ, quỷ có nghĩa là mắt, là quý. Hồi bài trước mình có học những quỷ sinh, quý tính của ngài là gì? Quỷ ở đây là mắt, là quý ha. Dòng số 14, bật hơi ra ha, chỉ chơ, chỉ chơ, chỉ chơ có nghĩa là xe hơi ha. Ok, rồi hôm nay mình ôn lại ha. Từ số 1, xì hoán, xì hoán có nghĩa là thích, đúng rồi. Dòng số 2, hào khảnh, hào khảnh có nghĩa là nhìn đẹp mắt, nhìn nó hợp nhãn. Vậy động từ của nó là từ khảnh, khảnh có nghĩa là nhìn. Tiếp tục dòng số 3, tên yện, tên yện, từ tên, từ thanh từ cao lên, tên, tên yện có nghĩa là phim ha. Dòng số 4, tên sư, tên sư, tên sư có nghĩa là tivi ha. Vậy bây giờ mình có thể nói tôi thích xem tivi thì nói như thế nào? Ủa, xì hoán khăn tên sư. Rồi tôi thích xem phim, ủa là tôi ha, xì hoán thích khăn xem tên yện phim. Vậy không từng từ khan cũng được đúng không? Tôi thích phim, ủa xì hoán tên yện. Cái này hơi nhiều khi cũng có thể sử dụng được ha. Tiếp tục dòng số 5, tô, tô, tô là đều ha. Dòng số 6, khờ sự, khờ sự có nghĩa là nhưng, đúng lại, hai vế đối lập nhau thì mình dùng từ khờ sự. Dòng số 7, tổn, tổn, tổn có nghĩa là hiểu. Vậy không hiểu, bù tổn, vậy có hiểu không? Tổn mà, hoặc là tổn, bù tổn, câu hỏi chính phản ha. Dòng số 8, phà quẩn, phà quẩn có nghĩa là tiếng Pháp ha. Dòng số 9, từ số 1, rư bệnh, rư bệnh có nghĩa là Nhật Bản ha. Dòng số 9, từ số 2, tớ của, tớ của là nước Đức ha, của là quốc, tớ là đất, nước Đức. Dòng số 10,
tôn si, tôn si. Mấy bạn nhớ nha, từ có phần ôn thì mình không có đóng miệng lại khi mình đọc ha. Dòng số 11, su, su, su có nghĩa là sách. Âm Hán Việt của nó là thư á. Dòng số 11, từ số 2, bị, bị, bị có nghĩa là bút ha. Dòng số 11, từ số 3, bảo, bảo, bảo có nghĩa là báo ha, báo, sách báo á. Báo để mình đọc buổi sáng á. Dòng số 12, mế dỗ, mế dỗ có nghĩa là không có, phải có dỗ ha. Và luôn nhớ là từ dỗ nếu phủ định của nó lúc nào cũng là mế dỗ ha. Từ số, dòng số 13, từ số 1, dạo, dạo có nghĩa là muốn. Dòng số 13, từ số 2, mãi, mãi có nghĩa là mùa. Dòng số 13, từ số 3, quỷ, quỷ, quỷ có nghĩa là đắt, là mắc, là quý ha. Dòng số 14, chỉ chơ, bật hơi ra nha, nếu bật hơi, chỉ thành từ chơ, chỉ chơ có nghĩa là xe hơi ha. Hả, hả lắm mà, được không? Hôm nay bài của chúng ta là có 14 dòng nhưng mà thật ra nó tới hai mươi mấy từ lận đó. Và hôm nay bài tập của chúng ta sẽ học trước bên đây ha, 6 từ bên đây. Mấy bạn hãy nhớ là ngày nào cũng phải học từ vựng nha, từ từ tích lũy, từ từ thì nó sẽ lên tay rất là cao, rất là nhanh. Bye bye.